Kính chào quý khán giả đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Thu Huế và Thanh Lâm rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ, thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Người đàn ông ngoại quốc đập phá xe la hét trên đường phố Nha Trang. Chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6, chung tay bảo vệ môi trường. Hai cô gái ướt sũng người từ sự vô ý thức của tài xế ô tô. Thưa quý vị, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt giữ là Lương Đức Nguyên, 52 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này đã mua 6 bánh heroin cùng hàng ngàn viên ma túy tổng hợp từ tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh thành phố phía Bắc tiêu thụ. Sau quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 1 tháng 6, Lương Đức Nguyên bị Công an thị xã Thái Hòa khống chế, bắt giữ. Nguyên là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 2 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy. Trong quá trình vận chuyển ma túy, đối tượng tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn. Trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng công an. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Theo kết quả tổng kiểm tra phòng cháy, các khu nhà trọ chỉ riêng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm 14 người tử vong cho thấy, tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ được rà soát là 3.328, thì có tới hơn 3.170 nhà trọ không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy. Về tiêu chí lối thoát nạn, có 2.822 nhà trọ không đảm bảo. Về tiêu chí ngăn cháy lan, có 3.198 nhà không đảm bảo. Hiện mới chỉ có 28 nhà trọ, trong số này đã khắc phục các vấn đề sạc xe điện. Về vấn đề cầu thang bộ, tiêu chí ngăn cháy, ngăn khói với khu vực xung quanh mới có 24 cơ sở khắc phục, số còn lại vẫn chưa khắc phục. Đặc biệt về loại hình chung cư mini, tính đến hết tháng 4 năm nay, quận Cầu Giấy mới chỉ ghi nhận 29 trên 36 chung cư mini đã khắc phục một phần công tác phòng cháy. Liên quan đến hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam, mới đây Văn phòng Chính phủ cho biết sẽ sớm xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài của hai dự án này. Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ trong năm 2024 có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam được khởi công xây dựng từ năm 2014, hoàn thành từ cuối năm 2018 với số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai cơ sở y tế này hiện không đáp ứng được kỳ vọng giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trung ương ở miền Bắc. Hôm nay, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan trong clip thả tay, nằm ngửa, điều khiển xe máy tốc độ cao được đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 16 tháng 5, trên mạng xã hội xôn xao clip quay lại hình ảnh một thanh niên thực hiện hành vi nằm ngửa dùng hai chân điều khiển xe máy tại thành phố Vũng Tàu với tốc độ lên tới hơn 120 km/h. Các thành viên khác trong clip cũng thực hiện các hành vi khác như bốc đầu, núp gió. Clip được một thành viên trong đoàn quay và chia sẻ trên mạng xã hội và được khéo léo để không lộ biển số xe. Tuy nhiên, công an đã tìm ra manh mối, xác định được hai thanh niên trong clip gồm NVT và VDK, cùng sinh năm 2003, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua làm việc, hai đối tượng cho biết khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 5, nhận thông tin có tour lậu cá đuối từ lóng các đối tượng dùng để thông báo cho nhau biết kế hoạch từ các tỉnh thành khác đến Vũng Tàu để đua xe trái phép, nên chờ sẵn trên quốc lộ 51 để ghép cùng đoàn. Lần theo manh mối, cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi nằm ngửa điều khiển xe máy có biệt danh là Thánh Giường Nằm và đã 4 lần thực hiện các hành vi nằm ngửa, nằm sấp, điều khiển xe máy tốc độ lên tới 120 km/h. Lần theo dấu vết, lực lượng công an đã tìm ra DXT, sinh năm 2002, ngụ Long Thành, Đồng Nai, là Thánh Giường Nằm và mời làm việc. Qua làm việc, Tê thừa nhận hành vi điều khiển xe máy đã cải tạo lại, thả tay nằm sấp ngửa và điều khiển xe có lúc tốc độ hơn 150 km/h. Người này cũng cho hay đoàn xe tối 16 tháng 5 lên đến hơn 15 chiếc đến từ nhiều địa phương khác nhau. Vì vậy, Công an thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện đối với các đối tượng, đồng thời tiếp tục truy tìm các đối tượng khác trong vụ việc để xử lý theo quy định.
Vâng, thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phước Long cho biết Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã phối hợp Công an phường làm việc với người đàn ông quốc tịch Nga chặn nhiều xe ô tô đập phá trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long vào chiều tối qua. Theo đó, chiều qua một người đàn ông mặc quần đùi cởi trần đội mũ bảo hiểm dừng xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành rồi chạy ra giữa đường chặn đầu xe ô tô, nhảy lên capo và nóc nhiều xe đập phá. Thể hiện thái độ khiêu khích, một số tài xế hoảng sợ mở cửa xe chạy ra ngoài thì bị gã đuổi theo. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 phút khiến giao thông tuyến đường bị ách tắc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phước Long, thời điểm xảy ra vụ việc, ngành chức năng chưa xác định được người đàn ông có sử dụng chất kích thích hay không. Hiện cơ quan chức năng đã đưa người này đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân. Về thiệt hại, hành vi của người đàn ông này khiến hai ô tô bị mốp nhẹ nhưng các chủ xe không yêu cầu bồi thường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai phát hiện một cơ sở giết mổ heo trái phép trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở giết mổ heo không phép tại khu phố 4 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do ông Diêm Công Tuyến làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 100 kg thịt heo đã phân mảnh, pha lốc, còn 13 con heo, khoảng 1.300 kg, đang nhốt trong chuồng chờ giết mổ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tiêu hủy bằng nhiệt đối với 100 kg thịt heo đã phân mảnh, pha lốc tại cơ sở. Riêng đối với 13 con heo còn sống nhốt trong chuồng, yêu cầu trung chuyển về cơ sở giết mổ tập trung, buộc cơ sở tạm ngưng hoạt động giết mổ tại địa điểm nêu trên và đang xử lý theo quy định. Tại tỉnh Đồng Nai, Công an xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc vừa bàn giao đối tượng TQB, 20 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Tâm, để cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền. Trước đó, Công an xã Xuân Tâm nhận được tin báo của anh LDG, ngụ xã Xuân Tâm, là công nhân một công ty trên địa bàn ấp 6, xã Xuân Tâm. Trình báo về việc đang đi làm tại công ty, anh Dê đã bị kẻ gian lấy trộm một điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định B là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ. Thưa quý vị, sáng nay, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên của tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, tối qua khu vực bãi cát biển Nhân Hải xuất hiện rùa biển lên bờ sinh sản. Ở đây là con rùa xanh có tên khoa học là Chelonina midas, thuộc họ Vicchelonidae, bộ rùa biển Tetudines, có mai nhẵn cứng, mỗi bên mai có nhiều tấm vảy hình oval, nặng hơn 98 kg. Sau khi phát hiện, các thành viên trong tổ cùng với người dân tới khu vực bãi cát khoanh vùng bảo vệ rùa mẹ. Sau hơn 30 phút vượt cạn, rùa mẹ đẻ ra 102 quả trứng. Toàn bộ trứng rùa biển được tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản chuyển tới khu vực khoanh vùng tại bãi biển Mũi Cồn thuộc thôn Hải Đông, xã Nhân Hải để ấp nở, bảo vệ. Theo anh Sáng, vào tối ngày 21 tháng 5, cũng tại khu vực này, rùa biển lên đẻ trứng với số lượng 103 quả trứng. Đây là con rùa biển đầu tiên trong năm nay lên bãi biển Nhân Hải vào mùa sinh sản. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6 với tên gọi là Clean Up Việt Nam do Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức đã thu hút nhiều bạn trẻ tham dự với mục tiêu là hô biến hàng trăm bãi rác tự phát khắp dọc dải đất nước trở nên sạch đẹp. Tại điểm cầu công viên Chu Văn An, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hơn 100.000 tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm để cùng nhau thu gom các loại rác thải tự phát ở xung quanh khu vực này. Ai ai tham gia cũng đầy háo hức, mong muốn mang đến một diện mạo mới, sạch hơn, xanh hơn cho tuyến phố này. Cái hoạt động này là thiết thực và rất là cần thiết đối với mọi người, vừa nâng cao cái nhận thức của mình, thêm trải nghiệm mới và có những cái khoảnh khắc cùng với bạn bè. Các bạn cứ tự tin lên, kiểu mọi người vẫn tham gia nên là mình chưa góp gì được nhiều thì mình cứ góp sức lực nhỏ, mình cứ tham gia công việc nhỏ. Chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa, thì góp phần tạo nên cuộc sống xanh ở Hà Nội để cũng như là tích cực cổ vũ tinh thần các bạn trẻ trên toàn đất nước là ý thức hơn về môi trường, cuộc sống của mình xung quanh.
Ngoài Hà Nội, chiến dịch nhặt rác toàn quốc lần thứ 6 Clean Up Việt Nam còn được tổ chức đồng loạt trên khắp 63 tỉnh thành và 15 hòn đảo của Việt Nam với dự kiến thu hút khoảng 200.000 tình nguyện viên tham gia. Mục tiêu của chiến dịch năm nay là hô biến hàng trăm bãi rác tự phát khắp dọc dài đất nước trở nên sạch đẹp. Qua đó, từng bước đưa Việt Nam từ ở top các quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới trở thành nước nằm trong top những quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Xanh Việt Nam thường là phân chia thành 3 loại rác chính. Thứ nhất là rác dễ, thứ hai là rác nguy hiểm và thứ ba là các loại rác thường gặp. Thì đặc thù của từng loại rác thì với loại rác chế thì như nó sẽ bao gồm là những vỏ lon, vỏ chai hay là những cái thanh sắt. Còn với loại rác thường thì nó sẽ bao gồm là những bao rác ni lông, những túi nhựa hay là những ống hút hay những miếng xốp được diễn ra. Và với loại thứ ba chính là rác nguy hiểm. Thì rác nguy hiểm này được chia làm 3 loại, trong đó cũng chia làm 3 loại. Nó sẽ bao gồm là kim tiêm, pin và thủy tinh. Thì cái quan trọng nữa là cái sự tác động, ảnh hưởng, lan tỏa cái công tác bảo vệ môi trường đến với cộng đồng thì cũng rất là tốt. Thì chúng tôi cũng có hướng dẫn cũng như là cung cấp các cái tài liệu để các bạn có thể thực hiện một cách nó đảm bảo an toàn và đúng chuyên môn. Hoạt động thường niên này dù không thể giải quyết được vấn đề tận gốc nhưng đã truyền cảm hứng về tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân từ nông thôn tới thành thị, góp phần vào việc kích cầu du lịch và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Đây sẽ là một bước quan trọng nhằm mang đến những thay đổi tích cực đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Tối qua đã xảy ra vụ cháy tại căn hộ tầng 8 tòa nhà CT1 chung cư C14 Bắc Hà, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khói đen mù mịt bốc qua cửa sổ căn hộ khiến nhiều người phải tháo chạy xuống đường. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều 14 xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân là do chủ nhà bất cẩn khi đun nấu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Trước đó vào chiều qua tại văn phòng công chứng trung tâm tạo loạt trên đường Yesin, thành phố Nha Trang, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Thời điểm cuối tuần văn phòng công chứng trung tâm đang nghỉ hoạt động, các cửa ra vào đều được khóa kín. Công an phường Phương Xài, lực lượng bảo vệ dân phố phường đã tổ chức chốt chặn khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Ngay khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đã bung cửa, sử dụng mặt nạ dưỡng khí tiếp cận hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy sau đó. Mới đây, cư dân mạng đang chỉ trích và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của một tài xế ô tô khi điều khiển xe trên đường. Theo đoạn clip được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, hai cô gái đi xe máy đến đoạn đường ngập nước liền di chuyển chậm lại, nép sát vào lề đường. Đáng nói từ phía sau, ô tô Mazda lao tới. Mặc dù thấy đường ngập nước, có người đang di chuyển, nhưng tài xế ô tô vẫn phóng xe tốc độ cao, áp sát xe máy, khiến nước tạt bao trùm người hai cô gái. Do bị nước bẩn tạt lên ướt sũng người, hai cô gái phải dừng xe ngay lập tức. Khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ, liên tục chỉ trích hành động nói trên của tài xế ô tô. Vâng, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tin nóng 24 giờ, chương trình do phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn lại quý vị trong chương trình tin nóng 24 giờ ngày mai vào lúc 19 giờ 45 trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai@gmail.com. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.